Sắp đến nơi chưa anh ơi? Em êm bông quá rồi. Rồi, đến rồi đây ông tướng ơi. Rồi. À, hello anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Ngọc Long Ngọc Minh đây. Ok. Hôm nay là buổi cuối tuần rồi, nên là hai thằng anh em tôi được nghỉ. Thế là anh em tôi mới vác xe từ sáng giờ đi mới cuối cùng mới lên được lên cái chùa đấy anh em ơi. Anh em biết đây cái chùa gì không? Đây chính xác là cái chùa một cột chứ còn gì nữa. Rồi, thì bây giờ tôi mới thằng em đi vào kia để review cho anh em xem nhá. Cái chùa này thì tôi cũng mod vào game này lâu rồi, nhưng mà giờ mới có dịp quay cho anh em xem này. Uầy, công nhận là cái chùa này trong game đẹp thật đấy. Mà cái ông làm mod này công nhận đỉnh. Uầy, mà anh em thấy không, hôm nay là cuối tuần nên là mọi người đi chơi đông chưa? Ở ngôi chùa này thì tôi thấy hình như có hai sư thì phải. Đấy, mọi người đang chụp ảnh phong cảnh ở quanh đây này. Dưới đây có cái hồ này. À, cu em ơi, đứng ở dưới đây đợi anh tí, anh chéo bên kia cho mọi người xem tí nhá. Ok anh ơi, anh cứ đi đi. Em ở đây chơi điện thoại. Ấy à, thằng này ngoan quá nhỉ. Rồi, tôi đi thẳng lên chùa kia cho anh em xem nhá. Uầy, không biết ở ngoài đời có được trèo lên không nhỉ? Anh em biết comment cho tôi biết đấy. Đấy, tôi đang đi lên mấy cái bậc thang này. Uầy, dưới đây nước cũng khá là trong ấy anh em nhỉ. Này nó tắm thì hơi bị được luôn ấy. Uầy, để tôi vào trong này cho em xem nhá. Ấy, ở đây có cái bình mấy cái bát hương này. Tôi nghĩ là ngoài đời nó còn có thêm một cái tượng nữa, nhưng mà cái ông làm ra cái modder này chắc là chưa làm chi tiết cho lắm đấy. Uầy, anh em nhìn này. Xoài, nước trong vãi chưởng luôn. Không biết là trong hồ này có cá không ta. Tôi thấy nước trong quá thì không thấy con cá nào bơi luôn đấy. Rồi, review đi quanh quanh đây xong rồi đi xuống kia thôi anh em ơi. Ở trên này nâu người ta đuổi xuống mất. Uầy, được rồi đấy, đi xuống rồi. Ôi ôi ôi, cái mấy cái bậc cầu thang này cao thật đấy. Này ngã có mà dập mặt luôn đấy. Này cu em ơi, anh em mình đến tham quan tí rồi có chơi chụp ảnh gì thì anh em mình chụp xong rồi về thôi. Ok anh, thế này ra làm kiểu ảnh nha anh. Được luôn chứ còn gì nữa. Đâu, anh em mình đứng đây chụp ảnh nhá. Ok anh lấy máy anh đi. Ok luôn, máy anh đang nhiều dung lượng. Nào, cười lên đi. Hai. Rồi, đẹp rồi đấy. Này tí về khoe bố mẹ là ổn đấy em ạ. Được đấy anh ơi. Rồi, thôi bây giờ mình về thôi. Anh em mình đi ra lấy xe thôi, còn đứng đây chờ làm gì nữa. Rồi, nói chung là cái chùa đấy anh em mình đi tham quan gọi là vãn cảnh thôi anh em ơi. Cũng không có gì chơi mấy. Thế nên là bây giờ bọn tôi về thôi. Tôi sẽ dẫn thằng cu em đi ăn kem. Rồi để tập khác tôi dẫn thằng em đi sang bên chỗ hồ Gươm ấy anh em, cho thăm cụ rùa cho nó biết. Rồi lên xe đi ông em ơi. Đấy giờ cái thằng em này ngày nghỉ mà vẫn mặc cái bộ đồng phục với quàng khăn đỏ luôn, chịu luôn đấy. Rồi ok, theo như yêu cầu của anh em thì hôm nay tôi sẽ đi nghĩa vụ công an. Mọi việc diễn ra như thế nào thì anh em mình cùng theo chân mình nha. Let's go. Đây anh em ơi, sau một lúc phóng xe này tôi đã gần về nhà của tôi rồi. Trong cái tập này thì anh em thấy căn nhà của tôi to không? Đây là một căn villa. Đấy, bố tôi cũng mới mua vào năm trước thôi, nên là nhà vẫn còn mới, xây theo phong cách kiểu kiến trúc hiện đại mà. Đấy, trên nóc nhà tôi thì nó có năng lượng mặt trời cơ, cung cấp điện từ đấy. Mà hôm nào mà không có nắng là tịt luôn anh em ạ. Thế nó mới dở chứ. Có khi nào phải dùng đến điện lối thôi, chứ còn thế này không ổn lắm. Rồi, tôi vào cho anh em xem này. Uầy, căn nhà này thì có 3 tầng thôi. À, con chào mẹ nhá. Ờ, mới đi chơi về đây à? Thằng em đâu? Nó đây chứ mẹ ơi. Ôi, con chào mẹ. À, chơi vui không? Vui chứ mẹ. Rồi, rồi tôi ra kia tôi vào phòng khách tôi xem tivi tí. Ô, hóa ra bố tôi đang ngồi này. Con chào bố. À, vừa về đấy à? Chuẩn bị ra ngoài kia kháng nghĩa vụ đi. Hôm nay đến ngày rồi đấy. À, vâng, quên mất hôm nay con mới nhớ ra. Ờ, đi luôn đi, không người ta nghỉ đấy. Vâng. Uầy, quên mất. Bây giờ tôi phải đi ra ngoài chỗ ủy ban, chỗ trạm y tế phường anh em ạ. Tôi phải khám nghĩa vụ công an để chuẩn bị lên đường như tiêu đề anh em ạ. Đây, thì bây giờ tôi lên trên nhà tôi lấy cái mũ bảo hiểm đã. Đấy, tôi lấy tôi mấy thằng em lượn lượn cái quanh không đội mũ ấy. Thế mà may mà không gặp mấy chú công an, không thì lại mất 5 lít anh em ạ. Thôi, giờ bây giờ tôi phải lên đường luôn thôi. Không thì hơi hơi muộn rồi đấy. Tầm này cũng khoảng tầm chiều chiều rồi. Chắc là vẫn ổn. Ôi, mẹ con đi đây. À, xong rồi về luôn nhá. Ok mẹ ơi. Uầy, mà cái hôm nay là cái hôm khám tuyển cả bên nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an đấy anh em. Chắc là cũng không đông lắm đâu, nên là tôi phóng từ đây ra đấy chỉ mất 5 phút thôi anh em ơi. Nhanh ấy mà. Không sao đâu, tăng tốc lại. 5 minutes later. Đó anh em thấy chưa, phóng đúng 5 phút đến nơi luôn. Xà, quá là ngầu luôn chứ còn gì.
Ôi, đây rồi, đang có mặt tại trạm đây rồi. Ui, hình như tôi thấy có vẻ như là bên trong là không đông lắm nhỉ? Hay là mọi người khám xong rồi ta? Ôi, ở đây có một anh lính an ninh này. Ui, hai thằng bạn của tôi này. Ô, hai chúng mày cũng đi nghĩa vụ đấy à? Ô Lâm à, ui giời, lâu lắm mới gặp nhỉ? Ờ, bọn tao cũng đăng ký đi nghĩa vụ công an này. Ô, tao cũng thế, thế bọn mày khám chưa? Bọn tao khám xong rồi, lấy hết quân tư trang rồi, mày vào đi. Trong kia à? Ờ. Ấy giờ cái bọn này đến sớm quá nhỉ? Thế là bọn tôi đến muộn hơn một bước rồi. Thế cứ vào thôi. Ai xả xem nào. Ô, anh Phanh Ninh với chú Michael này. Ấy giờ Thanh Niên Lâm à? Anh đang định qua nhà chú gọi đây, làm gì mà qua muộn thế? Dạ, thì nãy sáng em đi chơi với thằng em nên là quên mất, vừa về xong sang đây luôn đấy anh. Ờ, mày đọc họ và tên xem nào. Em là Ngô Ngọc Lâm anh. Mà khám chỗ nào ấy anh? Sang phòng bên kia kìa. Ok anh. Ấy giờ sang phòng này nào. Uầy, phòng này toàn bác sĩ thôi anh em ạ. Uầy, để tôi ngồi đây. Nào, cháu ngồi đi. Uầy, thế cháu có tiểu sử về bệnh gì không? Cháu không bác ơi. Ờ, thế có bị cận không? Cháu không luôn. Ai dạ, được nhỉ, thanh niên này sức khỏe tốt đấy. Thế có bị mắc bệnh gì về ngoài da không? Cũng không luôn bác sĩ ạ. Ờ, được. Gút 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 gút. Rồi, thế thì chuẩn bị sang chụp ảnh làm hồ sơ luôn. Đây anh em ơi, thì tôi đã gần xong cái bước khám sức khỏe rồi. Nhưng mà tôi không thể nào làm giống 100% như ngoài đời được. Nên anh em đừng nghĩ là khám nó chỉ đơn giản vậy nha. Rồi, bác sĩ ơi, thế này thì xong chưa hả bác sĩ? À, cậu cứ ra ngoài đi, xong rồi tôi sẽ giao hồ sơ ra ngoài cho cậu. Rồi, ra lấy quân tư trang đi. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Cháu về đây. Ai dạ. Ô, chú Michael, bây giờ lấy quân tư trang ở đâu đấy? Ngay phòng trước mặt luôn. Uầy. Ô, anh ơi, cho em lấy quân tư trang với. Ai dạ. Ờ, anh đang sắp xếp lại một đồ đây, em lấy một cái cặp đi. Vâng, uầy. Rồi, mai lên đúng giờ nhá. Vâng, bye bye anh. Uầy, cháu về đây. Ờ, về nhá. Bye anh Phanh Ninh. Ờ. Ai dạ, tuyệt quá nhỉ. Ô, này mấy ông bạn ơi, vẫn chưa về à? Uầy, làm gì đây? Ai, bọn tao đang đứng đây tám chuyện tí mà, mày ở đây nói chuyện tí không? Thôi tao về luôn đây, nãy mẹ tao bảo là xong rồi về luôn mà. Ờ, thế về đi nhá, mai anh em gặp. Ok. Uầy, quên mất, để tôi đội thêm cái mũ bảo hiểm lên đã. Uầy, ngay trong này, đi ra ngoài kia không đội mũ thì hơi bị nguy hiểm nha. Ui. Rồi, phóng về thôi. Xoài, anh em thấy quả cặp này to không? Tí về tôi phải test xem là có chật không. Nếu mà chật thì còn mang ra đổi đấy chứ. Thông thường ở ngoài đời thì anh em mình phải ăn Tết xong thì mới đi nghĩa vụ quân sự với nghĩa vụ công an cơ. Mà trong game thì tôi làm sớm hơn một tí, chắc là tour đến qua Tết đi. Bởi vì đến mấy hôm nữa tôi còn làm video về đi bắn pháo hoa đêm giao thừa nữa, đúng không anh em? Nó gọi là có tí không khí Tết. Rồi, về nhà rồi, bỏ mũ ra để đây đã. Rồi, đi vào trong nhà thôi. Khoe bố là còn mới lấy được quân tư trang này. Ôi, thằng em tôi ở ngoài sân nó đang làm gì kìa. Ôi, hello Kiki, ra cho sờ cái nào. Anh chuẩn bị xa mày đấy. Rồi, thằng nào thằng em tôi à. Nhà tôi thì có nuôi một con chó và một con mèo này. Đây con mèo vàng của tôi này. Thằng em tôi đang vầy con mèo anh em ạ. Chắc là đợt nào lắng lắng to to cho mấy con mèo, mấy con chó tắm ấy, cho nó thơm tho. Không phải mùi nó hôi quá trời luôn anh em ạ. Uầy, rồi về nhà rồi này. Uầy, con chào mẹ nhá. Ôi, đã về rồi à, sớm nhanh thật đấy. Vâng, con khám một tí là xong mà. Rồi, vào rồi khoe bố cái. Uầy, bố ơi, con mới lấy quân tư trang này. Cặp này to mà lặng quá trời luôn. Ờ, thế không thử quần áo đi, chợt còn qua đủ chứ. Con nghĩ là vừa mà, quần áo này rộng ấy. À, bố vừa bảo mẹ mày nấu mấy món ngon để đãi mày chuẩn bị lên đường nhập ngũ đây này. Uầy, thế tuyệt quá bố ơi. Mà hình như ngoài cổng có ai gọi đấy, con ra xem ai. Vâng. Ô, sao ai đến đây chơi giờ này nhỉ? Hello, hello, cả nhà mình nhá. Ô, bác Lâm này. Uầy, tuyệt vời luôn. Uầy, hôm nay có việc gì mà bác Lâm sang nhà con chơi thế? À, tao nhớ mày, tao qua nhà mày chơi chứ còn làm gì nữa. Hôm nay tao mang một đống quà cho mày đây này. Ôi, tuyệt vời luôn. Uầy, thế bác Lâm vào nhà chơi đi. Ờ, à, thế chó có cắn không? Không bác ơi. Ờ, à, thế mà lấy nó sủa quá trời luôn đấy. Ôi, chắc là nó lạ thôi bác Lâm ạ. Ờ, cháu vừa mới ra ngoài bên trạm kia lấy quân tư trang này, vẫn còn đeo trên này. Ô, bác Lâm. Ai dạ, hôm nay bác Lâm có nhiều quà cho mày lắm ấy. Vào đi, cu con. Ok. Ôi, bác Lâm ơi, vào đi. Đấy, con chó này cháu trông cho. Ai dạ, tuyệt vời. Đây rồi.
Quà bác Lâm thì cháu để trên bàn đấy nhá. Ôi mẹ ơi, có bác Lâm đến chơi này. Rồi, tuyệt vời luôn. Hãy để đi bảo cu em đi pha cho bác Lâm ấm trà. Rồi, tôi lên nhà tôi cất quân tùy trang đã. Ôi, mẹ ra tiếp khách đấy nhá. Đây rồi, chạy lên thôi. Đấy, cái phòng của tôi thì nó ở trên cái tầng 2 này cơ. Chưa có đợt review nhiều cho anh em xem. Nhưng mà chắc chắn sắp tới là sẽ có nhiều đấy. Đây, đây, phòng của tôi quá hiện đại luôn. Đấy, có nguyên cả con laptop với cả TV riêng luôn. Rồi, vứt cái cặp ấy đã. Xuống nhà xem tiếp nước bác Năm anh em ạ. Tôi nghĩ là bác Năm biết là tôi chuẩn bị đi nghĩa vụ ấy. Thế là bác Năm mang quà sang để cho tôi bồi bổ. Sắp tới là vào trong đấy là không được nhiều món ngon như kiểu ở ngoài ấy. Đấy, rồi, cả nhà tôi đâu rồi? Uầy, mọi người đang ngồi đây hết rồi này. Thôi, ngồi xuống chơi đi. Uầy, bác Năm uống nước đi bác Năm. Ờ, đợt này thì bác sang có tí quà gửi mày. Biết là mày sắp lên đường đi nghĩa vụ rồi. Thằng cháu của bác ấy thì nó đi nghĩa vụ nó vẫn chưa về cơ. Ồ, thế nó đi từ năm trước hả bác? Ờ, nó đi năm trước rồi, còn một năm nữa nó mới được ra cơ. Vâng, thế thì trong đấy cũng vất vả không bác? Bác có lên thăm nó nào chưa? Bác lên mấy lần rồi, định qua rủ cháu lên cùng. Nhưng mà cháu toàn bận thôi. Mà thôi, cả nhà uống nước nhá. Tôi thì qua đây tranh thủ tí thôi, nhà còn đang nhiều việc lắm. Ờ, mọi người ở lại nhá. Ồ, bác Năm về luôn đấy à? Ờ. Để cháu dẫn bác Năm ra ngoài nhá. Ờ. Đợt này mày đi cẩn thận đấy nhá. Xong rồi đợt nào về thì bác Năm lên đón mày. Ôi, thế còn gì bằng nữa. Ờ, mai nhớ ra bên phường đúng giờ đấy nhá. Không phải đi muộn người ta bỏ lại đấy. À, vâng, cháu biết rồi bác. Bác về nhá. Ờ, bye bye. Ai dạ. Bác Năm tuy đã cao tuổi nhưng mà đạp xe còn bốc ở đầu cơ anh ạ. Thế nó mới đẳng cấp chứ. Thôi, thì giờ vào trong nhà thôi. Ôi, tranh thủ. Ôi, không biết quà bác Năm có cái gì nhỉ. Tôi nghĩ là có hoa quả thôi. Tranh thủ lên nhà làm vài ván game với các chiến hữu anh em ạ. Không thì vào trong đấy không được chơi điện tử. Đấy, không được cầm điện thoại cơ anh em. Thế nó mới bực chứ. Đây rồi, cái phòng đây là cái phòng máy tính của tôi anh em ơi. Có cả giường ngủ luôn này. Con PC này đợt trước bố tôi mới đầu tư cho khoảng tầm hai mấy triệu. Thế mà giờ phải đi nghĩa vụ rồi, chán ghê. Tranh thủ đánh ông thằng em tôi ở nhà nó chơi hết của tôi anh em ạ. À mà tôi nghĩ là chắc là cơ nào tôi đi tôi phải khóa hết cả lick nha, hay là để cả mật khẩu máy tính không cho thằng em vào không nó phá máy của tôi. Hôm nào học bài thì cho nó mượn thôi. Rồi. Uầy, xong ngồi đánh một tí đã trời đã tối rồi ta. Ôi anh hai ơi, xuống ăn cơm đi. Ô, sao nhanh vậy mày? Ờ, anh nhìn ra ngoài trời xem. Ờ, tối om rồi. Thôi anh em mình xuống ăn cơm đi. Uầy, trời tối nhanh thật đấy chứ. Tôi còn chưa tắm rửa thì thế này. Thôi xuống ăn cơm xong đi tắm rửa đi ngủ sớm mai dậy sớm. Rồi ông em ơi đi nhanh lên. Rồi. Anh đi nhanh ấy. Đây rồi. Cuối hôm nay mẹ tôi nấu món gì mà thơm quá ta. Đâu rồi. Uầy mẹ nấu thịnh soạn thế. Nhiều món thật đấy. Ờ. Rồi mấy anh cả nhà mình ngồi ăn thêm cơm thôi. Uầy. Nào ngồi đi ông em. Rồi không mời cả nhà ăn cơm nhá. Ờ. Đợt này ông Năm cho một thùng trái cây này, tranh thủ ăn đi. Xong mai mẹ gói cho một ít mang lên đấy mời anh em ở đơn vị. Vâng, thế còn gì bằng đã. Mà thằng Cu Lâm lên đấy nhớ ngoan đấy nhá. Các anh bảo gì thì nhớ thư gửi đàng hoàng đấy nhá. Vâng, con biết rồi. Cái đấy thì bố mẹ không cần phải nhắc đâu. Ờ, thôi con dùng đủ rồi. Con lên nhà nhá. Sao mà ăn ít thế? Con no rồi mà. Uầy, tôi phải... tối mà ăn nhiều quá thì nó lại tức bụng nó không ngủ được anh em ơi. Thế bây giờ tôi phải lên trên nhà đây. Lên nhà đi chuẩn bị đi tắm rửa cái. Uầy, tôi biết là ăn xong không nên tắm. Nhưng mà tôi ăn ít nên là không sao. Đấy. Tôi cái phòng vệ sinh của nhà tôi này. Đấy, rộng chưa? Có một cái đèn to đùng, có dán cả đèn led này. Uầy, vào nhà vệ sinh tắm phát. Uầy xả, sau một ngày hoạt động mồ hôi nó nhễ nhại. Thế là tắm cái sảng khoái hết người luôn anh em ạ. Ai xà, phê thật đấy. Ai, thằng cu em tôi thì mọi lần tôi hay rủ nó vào tắm chung anh em ạ. Đấy, bọn tôi hay phụt nước ướt hết cái phòng tắm này này. Xong rồi mới ra rồi. Và hôm nay thôi để tôi tắm một mình. Xong rồi ra ngoài thôi. Ai xà, ai xà. Đồ đấy. Ai, tắt nước đi đã. Rồi, đi thôi. Uầy, trong này có cái bồn tắm xả nước này.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay tắm ở cái bồn đấy đấy. Nhưng mà hôm nào muốn tắm nhanh thì tắm cái bồn kia cho nó nhanh. Uầy, mà thế tắm xong phải skin care mặt anh em ạ. Cho nó đỡ bị mụn. Đây rồi. Đó, ra ngoài đi ngủ thôi. Tầm này chắc được 8 giờ đi ngủ sớm, mai tầm 5 giờ dậy. Hợp lý. Đây, đây là khung cảnh quanh nhà tôi này. Uầy, trời tối vậy. Quên mà may mà mấy cái chỗ này nó không lắp cái đèn đường không, nó chiếu thẳng vào nhà cơ mà chói chết. Dạ anh em nhỉ. Thôi, bây giờ lên đây nằm đi ngủ thôi. Chúc anh em ngủ ngon nhá. Sáng mai gặp lại. Uầy, sao đã sáng rồi. Uầy, trời nhanh thật đấy chứ. Vèo một cái mà đã trời đã sáng rồi anh em ơi. Thôi, tranh thủ ra đánh răng rửa mặt xong này, chuẩn bị xuống ăn sáng rồi lên đường ra ngoài kia để nhập ngũ thôi anh em ơi. Uầy, tập trung ở bên ngoài ban kìa. Thôi, sáng ra cứ phải đi vệ sinh phát, không thì nó lại kiểu bồn chồn anh em ạ. Anh em nó có sáng giống tôi thế không? Uầy, dậy thôi. Đấy, mỗi lần dậy tôi hay dùng giấy cơ. Mà thỉnh thoảng tôi thích thì tôi dùng vòi xịt. Đấy, thế nó mới hay chứ. Rồi, đi rửa tay, đánh răng rửa mặt, đi lên đường. Ai xa. Bình thường sáng tôi hay dậy đi tập thể dục ấy. Nhưng mà đợt này lười quá. Đợt này đi bảo dậy sớm đi tập thể dục xong rồi về chuẩn bị ăn sáng xong rồi lên đường luôn. Nhưng mà anh em thấy đấy, tôi dậy không muốn chạy nữa. Ra thay bộ trang phục luôn. Uầy, bộ này vừa ấy nhỉ. Mà anh em có công nhận với tôi một điều là cái bộ trang phục ở bên nghĩa vụ công an đẹp hơn bên nghĩa vụ quân sự không? Trông nó cứ ngầu ngầu thế nào ấy nhỉ anh em nhỉ? À, đó, cái vụ này là cái vụ cái màu nó kiểu giống màu áo ở bên cơ động ấy. Đấy. Ôi, chào bố nha. Ôi, ra ăn sáng đi. Vâng. Ôi, cả nhà hôm nay đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi này. Đây có bánh này. Rồi, tôi ra làm cốc sinh tố thôi. Ờ, không ăn bánh đi à? Dạ, con uống sinh tố thôi. Cho nó dễ tiêu. Ôi xài. Phê thật sự luôn đấy. Rồi, thôi con ra ngoài kia trước nha. Xong rồi cả nhà mình ra nhá. Ờ, anh cứ ra trước đi. Để mẹ dọn. Ui, đây rồi, tôi ra đây tôi bye bye con Kiki của tôi lần cuối. Ôi xài. Ôi, chó ơi, ở nhà ngoan nhá. Anh đi 25 về chắc là mày không nhận ra anh luôn đấy chứ nhỉ. Thôi, đùa thế đủ rồi đấy nhỉ. Thôi, ngoan nhá. Ở nhà ngoan ấy, đừng để có bị mấy thằng trộm chó nó trộm mất. Rồi, mình đi thôi cả nhà ơi. Rồi, lên xe thôi. Uầy, hôm nay thì cả nhà tôi sẽ cùng đi với tiễn tôi đi nghĩa vụ luôn. Đấy. Rồi, lên xe. Yo, oai xa. Let's go, lên đường đi bảo vệ Tổ quốc nào. Yo. Bố ơi, hôm qua con ở trên phòng con háo hức quá này, con mãi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Ờ, thôi tranh thủ ngắm phố phường đi, sau này còn lâu mới được về đấy nhá. Vâng. Ơ, thế con tưởng là trong đấy được nghỉ phép chứ. Ờ, hên xui. A few minutes later. Đây anh em ơi, sau một lúc thì cả nhà tôi đi cũng đã gần đến chơi điểm tập kết ở phường đây rồi. Uầy, công nhận là hôm nay ở phường đông thật đấy chứ. Uầy, anh em nhìn này, trong là có các anh lính đi nghĩa vụ quân sự nữa này. Bên công an của tôi thì trong xóm, trong phường của tôi thì đi được có 3 người đi nghĩa vụ công an thôi. Còn lại là bên nghĩa vụ quân sự này. Ôi bố ơi, mình đỗ ở đây được rồi, xuống thôi. Uầy, bố đỗ kỹ quá anh em ơi. Thế là, đây rồi, mình vào thôi bố ơi. Uầy, mọi người đã xếp hàng hết rồi này. Ở bên đây có các anh đi nghĩa vụ quân sự bên công an đây này anh em ơi. Để tôi đi vào hàng của tôi xem nào. Uầy, em chào anh Phanh Linh nhá. Ờ, xếp vào hàng đi. Uầy xài. Ờ, để tôi ra bảo cả nhà tôi đã. Ôi, mọi người sang bên kia đứng đi. Ở chỗ này để bọn con xếp hàng. Ôi, bố ơi, đi đường này, đi đường này. Ôi, chắc bố tôi đi nhầm đường. Ôi, mọi người trong này cũng chuẩn bị tiễn con đi nghĩa vụ này. Xếp hàng đông phết. Ôi, để tôi tranh thủ đội cái mũ cối đây này. Anh em thấy chưa? Đội đúng bộ luôn ấy. Tôi chạy ra kia lên đầu hàng kia cho anh em xem qua qua về ở phường tôi đi được bao nhiêu người nhá. Đây. Ở trên bên kia thì có mấy anh bên không quân này, hải quân mấy cả lục quân này.
Đấy, có một anh dân quân đang cùng ban chỉ huy quân sự phường đang chỉ huy này anh em ạ. Chắc tí sẽ có một xe khách đến đón này. Còn bây giờ thì tôi sẽ được anh Phanh Ninh bên công an chở đến chỗ lễ giao nhận quân của bên công an nha anh em. Đấy, hôm nay tập này thì tôi không làm chung với cả binh nghĩa vụ quân sự nữa. Ôi, các em chuẩn bị di chuyển ra xe đi. Vâng. Ôi, con chào bố mẹ nhá. Ôi, cả nhà vẫy tay chào tôi này anh em ơi. Con đi nhá. Rồi, lên xe thôi. Ôi, đang định ngồi cái phía trước ngắm cảnh cho nó thích. Anh ngờ thằng bạn nó tranh mất rồi. Thôi, ngồi sau cũng được, chả sao. Đấy. Uầy, công nhận là không khí này càng ngày càng háo hức anh em ơi. Gần đến chỗ nhận giao nhận quân rồi. Ôi, mình đi thôi anh Phanh Ninh thôi. Ái dạ, mọi người ai cũng rất là háo hức để chuẩn bị được về chỗ đơn vị mình công tác. Mà tôi cũng không biết là mình là lính tỉnh hay lính bộ đây. Ai xả, lên ở trên tận bộ công an kìa anh em. Huấn luyện trên đấy cũng hơi bị đỉnh ấy. Nhưng mà nó hơi gian nan vất vả tí. Tôi nghe đồn là thế. Còn không biết là như nào. Lên đường thôi. 12 seconds later. Uầy, sau một lúc đi thì bọn tôi đã gần có mặt ở trên chỗ khu tập kết giao nhận quân rồi anh em ơi. Uầy, chỗ này chắc là bên trên tỉnh này. Uầy, uầy, có một đồng chí đứng canh mở cửa cho bọn tôi này. Uầy, đang tiến thẳng vào bên trong khu giao nhận đây. Uầy, chắc là hôm nay chỗ này là phải đông lắm này anh em ạ. Uầy, anh em thấy chưa? Bên trong cái đông vãi chưởng, nhiều ô tô hết. Đấy, có các đồng chí ở các phường, xã về tập trung về đây. Đấy, xã của tôi có 3 người thôi, tập trung nhiều xã về chắc chắn là đông rồi. Ôi, bác bảo vệ ơi, mở hộ cháu cái cửa với. Ôi, đây. Rồi, ok, cảm ơn bác nhá. Ôi, tuyệt luôn. Ôi, chỗ này có cả bên bảo vệ với cả mấy anh lính nghĩa vụ được phân công trực này. Ôi, chào đồng chí nhá, bảo hộ tôi cái cửa với. Ái xà, đồng chí này mở hộ tôi cái cửa vào cho dễ này. Đấy, khu này tôi vẫn chưa mót Việt Nam hết, vẫn còn vài chữ tiếng Anh như này. Uầy, trên chỗ này chỗ công an tỉnh như này. Uầy, trông đỉnh thật sự luôn đấy. Đợi anh Phanh Ninh lùi xe vào rồi bọn tôi sẽ xuống kia để vào trong khu kia tập trung xếp hàng anh em ơi. Vô, xuống xe thôi. Mọi người xuống xe đi. Uầy xà, anh Phanh Ninh ơi, anh Phanh Ninh có dẫn đến bọn em vào không? Rồi, các chú cứ vào đi. Anh ngồi ngoài xe này chuẩn bị về dưới phường đây. Ơ, thế anh về luôn à? À. Ai dạ, thế thì bọn tôi đi vào trong này thôi. Có gì vào hỏi mấy sĩ quan bên trong này. Rồi, bên trong này tôi vào là tôi đã thấy mọi người xếp hàng đông lắm rồi này. Đây có hai anh lính nghĩa vụ đang đứng canh này. Vô. Ai, mấy cậu kia, xếp hàng vào đi. Dạ vâng, bọn em vừa đến mà. Nhanh chóng lên. Uầy, hình như là bọn tôi vừa đến vừa kịp lúc luôn anh em ơi. Xếp hàng luôn là đủ. Rồi, tập trung thôi. Các bạn, khi bước đến đây, khi đặt nút phím đăng ký cho mình, kể từ giây phút ấy, cuộc sống của các bạn không còn là của chính mình, mà là của nhân dân. Các bạn sẽ là lá chắn sống bình yên. Các bạn sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng, lịch sử chói lọi, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. One hour later. Đây rồi anh em ơi, sau một lúc các lãnh đạo phát biểu và lên chụp ảnh thì bọn tôi đang chuẩn bị lên đường về đơn vị của mình đây. Bên trên kia là các anh lính sẽ được đi ở tỉnh nhá. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ lên trên bộ bộ công an này anh em này. Uầy, các kia có một sĩ quan để chở mình trên con xe tải này anh em ơi. Nhìn chiến nhỉ, xe tải bên cảnh sát cơ động rồi sao ấy. Chắc khả năng là lên trên K02 rồi này. Uầy, tuyệt vời luôn. Tôi ngồi lên rồi này. Xoài. Đấy, anh em tôi đợt này còn một xe nữa kìa anh em. Chắc xe kia cũng đi sau bọn tôi thôi. Uầy, đợt này đi một lửa số quân luôn chứ còn gì nữa. Rồi, ok anh em ơi, video ở đây cũng đã dài rồi. Nếu anh em xem xong thấy hay có thể like, share, subscribe. Và nhớ bấm chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video gì từ mình nhá. Ok, còn bây giờ anh em tôi trên chuyến hành trình lên trên bộ công an để công tác đây anh em. Rồi, anh em có ý tưởng thì cứ comment phía dưới cho mình biết nhá. Rồi mình sẽ làm dần. Có lẽ là cái ý tưởng này thì cũng đã một bạn comment cũng khá là lâu rồi. Rồi giờ tôi mới có thời gian để làm này. Rồi, chắc là tập sau đi bắn pháo hoa chứ còn gì nữa. Gần đến Tết rồi anh em. Chúc anh em mình ăn Tết vui vẻ nhá. Rồi, bye bye anh em.